không phải Mbappe, đây mới là con đẻ của thần gió. Từ thời mà người ta vẫn phải xem bóng đá qua TV đen trắng, đã có một vệt sáng luôn chạy dọc màn hình và khiến cánh quay phim sợ chết khiếp mỗi khi có trận đấu của đội tuyển Argentina. Xin giới thiệu với các cháu bé sống trong thời đại của Kylian Mbappe, đứa con ruột của thần gió, Claudio Caniggia. Ông lão sinh năm 1967 là điển hình của một người chỉ ăn với chạy, có bóng là cắm mặt chạy, chạy tuột xích xe tăng, chạy băng qua cánh đồng, chạy tông qua mọi đối thủ. Caniggia sở hữu tốc độ xé gió cùng với lối đi bóng hoa mỹ, sống cùng thời với Diego Maradona và cũng không có pha đi bóng kinh điển vượt qua 4-5 hậu vệ đội tuyển Anh. Thế nhưng Caniggia vẫn là một biểu tượng bất tử của bóng đá Argentina nói riêng và thế giới bóng đá nói chung mỗi khi nhắc tới bộ môn điền kinh trên sân cỏ. Biệt danh đứa con của thần gió chính là để nói về Caniggia. Những thế hệ sau dù có chạy